Khi một người đàn bà lên ngôi đứng đầu, ắt có sụp đổ, ắt có diệt vong. Những gì tôi sắp kể dưới đây là sự thật, bạn tin hay không thì tùy bạn. Ngày tía tôi còn sống, ông là một bác sĩ rất giỏi. Tôi chỉ ngạc nhiên một điều duy nhất là bác sĩ Tây Y, nhưng không hiểu sao ông lại rất rành về tử vi, nhân tướng học, chiêm tinh học, thần học, phân tâm học và đặc biệt là tương lai học. Tôi chứng kiến hàng đêm ông lọ mọ đọc sách, nghiên cứu hết thứ này tới thứ kia. Ông thương tôi nhất, nên cứ có thời gian là ông lại lải nhải giảng cho tôi những thứ tôi không thể hiểu. Ông cố nhồi nhét một chút kiến thức mà ông có được vào đầu tôi, nhưng vô ích. Tôi vốn có bộ óc bã đậu, nói tai này lại lọt qua tai kia. Mọi thứ tôi đã nghe, dạ dạ cho qua, rồi quên sạch sành sanh, nên tía tôi buồn lắm. Nhưng việc khiến ông buồn nhất lại là việc tôi cứ cắm đầu viết về chính trị. Ông cố khuyên lơn tôi mỗi ngày, mà tôi nhất quyết không nghe. Ông bảo kiến thức con thì hạn hẹp, con lại nhỏ bé yếu ớt, con viết chi để hại thân con hả con? Tía còn biết gấp nhiều lần con, nhưng tía không bao giờ nói ra vì tía nhìn thấy trước định mệnh của dân tộc này. Tin tía đi con, nghe lời tía đi con. Cứ mỗi lần ông khuyên tôi tới đó là tôi lại giận dỗi gào lên đấu lý với ông. Cứ nhiều lần như thế, cho đến ngày có tin đồn tướng Phùng chết, tía tôi bỗng trầm ngâm nhiều ngày. Ông ngồi bàn miệt mài chấm vẽ tử vi cho tướng Phùng và lại lục mãi, ông mới chia sẻ với tôi ít thông tin. Ông bảo, con biết tía làm ở bệnh viện nào rồi đấy. Đó là bệnh viện lớn chuyên chữa trị cho các quan chức cộng sản, nên hơn ai hết tía hiểu. Tía không có giờ sinh chính xác của con người này. Trong tử vi, đó là điều quan trọng nhất. Nhưng tía miệt mài sử dụng phương pháp loại suy và một phương pháp người ta hay dùng để giải những bài toán cực khó là tìm nghiệm và chứng minh duy nhất. Tía dùng tất cả những dữ liệu chính xác về họ mà tía có thể biết để giải tử vi ngược và tía khẳng định là số con người này chỉ rõ họ chắc chắn chết vào năm này, không thể là khác được. Nếu sai, tía bỏ nghề tử vi. Trong lúc tôi mắt chữ O mồm chữ A thì tía tôi lại tiếp. Tía xin con lần này là lần cuối, con đừng viết gì nữa. Dù có thể con nghĩ con lên tiếng sẽ giúp ích cho nhiều người, nhưng tía không muốn con tổn hao tâm trí sức lực. Nhưng tôi lại gào lên, tía ơi, nếu ai cũng im lặng, nếu không ai lên tiếng phản bác điều bất công sai trái, thì đến khi nào nó mới sụp đổ? Tía bỗng nhìn rất lâu vào đôi mắt tôi, ông nói chậm rãi từng lời, từng chữ, như muốn tôi phải khắc ghi những lời này. Nó chỉ sụp đổ, thật sự diệt vong khi có một người đàn bà lên ngôi thứ hạng cao nhất, trên muôn triệu người. Một tay người đàn bà này sẽ làm khuynh đảo mọi thứ và nảy sinh nhiều phe cánh nhất để tự triệt hạ lẫn nhau. Tôi lắc lắc tay tía, tôi vồ vập hỏi người đàn bà đó là ai, là ai. Tía tôi chỉ trả lời thêm một câu cuối cùng duy nhất và ông cấm tôi không được bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Người đàn bà đó xuất xứ từ Bến Tre, con tự tìm hiểu và đợi đi, ngày ấy ắt sẽ đến. Hôm nay trên mạng truyền thông lan truyền một đoạn clip quay trực tiếp cảnh người ta đọc lộn tên chức danh, khiến cho người ta cười ồ lên và khiến cho cư dân mạng cười như vỡ chợ. Nhưng tôi không cười, bởi tôi giật mình và chợt nhớ lại tất cả những gì mà tía tôi đã cố dạy tôi về phân tâm học để lý giải. Có chuyện gì đó đã xảy ra, có gì đó người ta đã biết nhưng buộc phải che giấu, buộc phải nhận chìm nó và nó trở thành vô thức. Nhưng vô thức đã bộc lộ ra bằng một phương thức, họ không tự nhận biết bằng ý thức để có thể kiểm soát được. Sự lẫn lộn đó không hoàn toàn là vô nghĩa và vô ý. Muốn hiểu rõ hơn, xin bạn tự tìm hiểu về phân tâm học. Vì sao Nguyễn Tấn Dũng phỉ cười giữa đám ma Lê Đức Anh? Ngày giữa quốc tang ông Lê Đức Anh, cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bất ngờ phỉ cười. Một nụ cười tươi rói khi nghe Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trong phần giới thiệu danh sách ban lễ tang đã đọc chức danh của bà Nguyễn Thị Kim Ngân là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dù sao đây cũng là đám ma nên nhiều quan chức đứng cạnh đã phải bấm bụng để không phải cười theo. Đến nỗi, cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết dù cố bặm môi nhịn cười nhưng cũng không che được nụ cười trúng chím. Đứng bên cạnh là cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang, khuôn mặt đang tối sầm lại. Cựu chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sau đó quay sang nói nhỏ gì đó với ông Nguyễn Tấn Dũng. Cả hai cúi đầu thì thầm, rồi sau đó cùng nhau cười khoái chí. Đứng hàng đầu là chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc cổ vẫn ngoẹo sang một bên và cười mỉm. Bà Ngân thì quay sang nhìn ông Phúc, khuôn mặt hơi khó chịu và nói câu gì đó. Tất cả mọi diễn biến đã được ghi lại trong chương trình truyền hình trực tiếp của đài truyền hình VTV.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã không có mặt tại đám ma Lê Đức Anh mà chỉ gửi một vòng hoa đến phú viếng. Tuy nhiên, trong danh sách vẫn giới thiệu ông Trọng là trưởng ban tang lễ. Điều này cho thấy sức khỏe của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã không có nhiều dấu hiệu khả quan sau cơn đột quỵ bất ngờ tại Kiên Giang hôm 14 tháng 4 năm 2019. Hiện nay ông Trọng được cho là đã rời khỏi bệnh viện 108 để về nhà riêng tiếp tục điều trị, nhưng dường như vẫn chưa thể đi lại và nói năng bình thường. Sau hơn nửa tháng không xuất hiện, người ta đã bắt đầu đặt câu hỏi liệu ai sẽ lên thay thế trong trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng không đủ sức khỏe để đảm đương công việc. Nhiều cái tên cũng đã được nêu ra như Phạm Minh Chính, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Xuân Phúc, Ngô Xuân Lịch, Nguyễn Thị Kim Ngân. Khi Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đọc nhầm chức danh của bà Ngân, người ta cho rằng có thể là sai sót do quá nhập tâm, nhưng cũng không loại trừ khả năng là ông ta cố tình đọc như vậy. Và nụ cười đầy ẩn ý của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trở thành thông điệp mang nhiều ẩn ý, khiến cho những lời đồn đoán ngày càng lan rộng. Xét cho cùng, người được hưởng lợi nhiều nhất sau cú ngã quỵ của ông Nguyễn Phú Trọng chính là Nguyễn Tấn Dũng và gia đình ông ta. Xem ra đám ma của Cộng sản cũng vui đáo để. Quốc tang Lê Đức Anh và những chi tiết lạ. Vị trí của các nhân vật chắp bô trong danh sách ban tang lễ của ông Lê Đức Anh đã gây sự chú ý. Hai người phụ nữ thay đổi vị trí là bà Tòng Thị Phóng ở vị trí số 5, thay vì thứ 9 như trong quốc tang ông Trần Đại Quang năm ngoái. Bà Phóng ở vị trí ngay sau ông Trần Quốc Vượng thứ 4 và ngay trước ông Phạm Minh Chính thứ 6. Người thứ hai là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đã bị đẩy xuống vị trí thứ 2, thay vì vị trí thứ 17 do bà không còn nắm quyền chủ tịch nước như trước. Thêm một chi tiết đáng chú ý, bà Nguyễn Thị Kim Ngân bị ông Trương Hòa Bình đọc nhầm chức vụ thành chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chức vụ của bà Ngân bị đọc nhầm làm cho ông Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Minh Chiết không nhịn được cười. Chi tiết mà nhiều người quan tâm nhất là sự vắng mặt của trưởng ban lễ tang Nguyễn Phú Trọng. Nhà báo Đỗ Cao Cường thắc mắc, không hiểu sao đám ma nguyên chủ tịch nước mà trưởng ban tổ chức lại đi vắng, hay là lại đi chữa bệnh, vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm, các nguyên thủ đi viếng đám ma cười không nhặt được mồm, dân chúng thì thi nhau thả nút ha ha, khiến cho báo chí tuổi trẻ cứ đăng lên lại phải gỡ xuống. Chỉ có mấy anh dân phòng chuyên đàn áp người biểu tình vì cây xanh là đội mưa chia buồn. Mọi người cũng thắc mắc khi thấy ông Lê Mạnh Hà, con trai của ông Lê Đức Anh, mang khăn tang màu đen thay vì màu trắng như tục lệ xưa nay. Nhà báo Tường An đặt câu hỏi, phong tục người Việt Nam trước giờ vẫn mang vành khăn trắng khi có người thân qua đời. Từ lúc nào mà người Cộng sản đổi khăn đen thay cho trắng trong tang lễ? Về câu nói của ông Lê Mạnh Hà, con trai Lê Đức Anh, gia tài ba để lại thật là quý giá. Luật sư Đặng Đình Mạnh bình luận, công chúng có thể tin rằng ông Lê Mạnh Hà đã nói rất thật. Chỉ nội tòa dinh thự tọa lạc tại đường Pasteur với giá cho thuê gần 500 triệu đồng một tháng, thì công chúng đã có thể ước lượng ra giá trị tài sản mà ông tướng để lại cho con cháu đồ sộ và quý giá tới mức nào. Trang Thời báo đặt câu hỏi, vì sao Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không thể dự lễ tang Lê Đức Anh? Theo bài viết sáng ngày 3 tháng 5 năm 2019, một cán bộ Trung ương Cộng sản Việt Nam đã tiết lộ ông Nguyễn Phú Trọng vẫn được tiếp tục điều trị phục hồi chức năng, sức khỏe của ông ổn định hơn, biện pháp đang dùng là châm cứu sau đột quỵ. Tuy nhiên tới đêm ngày 2 tháng 5 ông vẫn bị méo mồm, nhìn hơi xấu nếu xuất hiện, nên đã phải hủy bỏ kế hoạch làm trưởng ban tang lễ cho ông cố chủ tịch nước Lê Đức Anh. Thông tin này dù chưa được kiểm chứng, phù hợp với suy đoán của nhiều người rằng ông Trọng tuy được cấp cứu kịp thời và chăm sóc tận tình, nhưng di chứng méo miệng không phải chỉ 10 bữa, nửa tháng là có thể phục hồi được. Không ít người tập phục hồi chức năng nhiều năm sau tai biến vẫn chưa hết méo miệng. Quốc tang ông Lê Đức Anh được tổ chức chỉ 19 ngày sau khi ông Trọng bị tai biến. Từ ngày 14 tháng 4 năm 2019, rõ ràng là một đòn hiểm nhắm vào phe đốt lò. Phó giáo sư tiến sĩ Mạc Văn Trang bình luận, ông Trần Quốc Vượng có mặt trong lễ tang nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh, nhưng ông là thường trực ban bí thư mà không thấy trong đoàn Đảng Cộng sản vào viếng. Không thể hiện vai trò, vị trí nhân vật số 2 trong đảng, ông lại xuất hiện trong một tấm hình các vị lãnh đạo đảng và nhà nước đứng ngoài rìa cùng. Bên trái, bên nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, là người dân thường cũng thắc mắc, không biết trong đảng nghĩ sao. Mặc dù chương trình quốc tang được thông báo kéo dài đến hết ngày 4 tháng 5 năm 2019, nhưng hầu hết các sự kiện quan trọng nhất đều diễn ra trong ngày 3 tháng 5, từ lễ viếng, lễ truy điệu đến lễ an táng đều vắng bóng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Khâu quan trọng nhất là đọc điếu văn thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm thay. Đã mang danh trưởng ban lễ tang thì chuyện đọc điếu văn không nên để ai thay thế. Cho nên ông Trọng đã xác nhận hai chuyện, sức khỏe ông có vấn đề nghiêm trọng và cuộc tranh đua giữa người kế vị ông đang diễn ra.
Báo chí lề đảng thì hầu như không đề cập đến sự vắng mặt của ông Trọng. Chỉ báo Dân Việt có dòng tin về chuyện Tổng Bí thư Chủ tịch nước gửi vòng hoa viếng Đại tướng Lê Đức Anh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng không thèm đính chính phát ngôn trước đó của họ, rằng ông Trọng sẽ sớm trở lại làm việc.